Xin chào các bạn. Tiếp tục với chuỗi video làm đẹp từ các loại rau. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về tác dụng làm đẹp của một loại rau rất quen thuộc với tất cả các chị em. Đó chính là rau mùi. Vậy rau mùi có tác dụng làm đẹp như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Sau đây tôi xin hướng dẫn cách làm trắng da bằng rau mùi. Trong rau mùi có chứa rất nhiều các vitamin, khoáng chất, sẽ có công dụng rất tốt giúp bạn dưỡng trắng da hiệu quả. Cách làm trắng da bằng rau mùi cũng rất đơn giản, bạn thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị một nắm rau mùi cùng một thìa mật ong và một lòng đỏ trứng gà nhé. Bạn hãy lấy rau mùi xay nhỏ rồi trộn đều cùng với mật ong và lòng đỏ trứng gà. Sau đó, bạn hãy đắp cái hỗn hợp đó lên mặt khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Với phương pháp này sẽ giúp cho bạn sở hữu một làn da trắng mịn, hồng hào. Ngoài tác dụng làm trắng da thì rau mùi còn có thể giúp bạn trị nám da đấy. Trị nám da bằng rau mùi và giấm là phương pháp tự nhiên được đông đảo chị em ưa thích bởi chúng an toàn, dễ thực hiện và chi phí lại rẻ. Mặt nạ tự nhiên này còn nuôi dưỡng làn da mịn màng, tươi trẻ, chống lại quá trình lão hóa da. Vậy vì sao rau mùi và giấm lại có tác dụng trị nám da? Rau mùi vốn là thực phẩm rất quen thuộc trong dân gian. Rau mùi không chỉ làm giúp mờ sắc tố melanin gây nám da, sạm da mà hàm lượng vitamin A, C dồi dào trong rau mùi còn hỗ trợ kích thích sản sinh collagen, giúp làn da căng mịn. Bên cạnh đó, mặt nạ từ nước rau mùi còn có khả năng làm dịu da, giảm cảm giác sưng đỏ do mụn nhanh chóng. Phương pháp trị nám da từ rau mùi kết hợp với giấm trắng sẽ giúp tăng hiệu quả trị nám da, đồng thời bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng làn da trẻ tự nhiên. Sau đây là các bước trị nám da bằng rau mùi và giấm. Kết hợp rau mùi và giấm trắng trị nám da được đánh giá là một biện pháp trị nám da có hiệu quả rất tốt. Cả hai nguyên liệu từ thiên nhiên này đều rất dễ tìm kiếm với chi phí rẻ, đồng thời có thể sử dụng cho mọi loại da mà không lo bị kích ứng. Phương pháp trị nám da từ lá rau mùi kết hợp với giấm được thực hiện rất đơn giản. Bạn chỉ cần rửa sạch rau mùi với nước muối pha loãng, để ráo nước rồi cắt nhỏ thành từng khúc nhỏ. Sau đó, bạn cho rau mùi vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cùng với một chút giấm trắng để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Tiếp theo đó, bạn thoa hỗn hợp lên da và giữ lại trong khoảng 20 phút để các dưỡng chất thẩm thấu vào bên trong da. Và cuối cùng là vệ sinh da mặt thật sạch với nước và thoa nước hoa hồng dưỡng ẩm cho da. Bạn nên thực hiện công thức này từ 3 đến 4 lần trên một tuần. Bạn sẽ thấy nám da dần mờ đi, làn da cũng trở nên sáng mịn tự nhiên. Vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về cách làm đẹp da từ rau mùi. Nếu bạn cảm thấy video có hữu ích, bạn hãy chia sẻ và like video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.